Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh Check in Hải Phòng của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục update cho các bạn một cái công trình bất động sản khá là lớn của tập đoàn Hoàng Huy của Hải Phòng. Mặc dù chưa được hoàn thiện chính thức, tuy nhiên thì khi nghe từ cái tên này thì chắc chắn rằng những ai quan tâm đến những cái tình hình biến động của thị trường bất động sản Hải Phòng sẽ đều biết đây là một cái tên khá là hot trong giới đầu tư bất động sản của Hải Phòng hiện nay. Và dự án mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là dự án chung cư Hoàng Huy Grand Town. Dự án này thì được tọa lạc tại số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Như các bạn đã biết thì thành phố Hải Phòng của chúng ta là một trong tỉnh thành mà có cái khả năng thu hút các cái giới đầu tư bất động sản của cả nước, cũng có thể nói là trong top trong một vài năm gần đây. Thì có rất nhiều những cái tiềm năng phát triển về kinh tế, thương mại và dịch vụ công nghiệp. Các hạ tầng giao thông thì đang được chính phủ cũng như thành phố Hải Phòng phát triển khá là mạnh, cùng với rất nhiều những cái khu công nghiệp để thu hút vốn đầu tư cũng như là công nhân rồi các chuyên gia từ nước ngoài tới với Hải Phòng. Thị trường bất động sản Hải Phòng thì đang có những cái bước đi khá là thuận lợi nhờ hàng loạt các cái công trình hạ tầng được khánh thành và khởi công, cũng như là được thi công bởi những cái tập đoàn lớn như là Vingroup, Sungroup, Himlam, Galesipco hay Flamengo. Và chắc chắn rồi, không thể không kể đến tập đoàn Hoàng Huy Group với các cái dự án về chung cư và nhà thấp tầng đã được phát triển mạnh. Và đây cũng chính là những cái cơ hội đầu tư rất là đa dạng cho các nhà đầu tư ở đây. Và thưa các bạn, là dự án chung cư Hoàng Huy Grand Town là một trong những cái dự án mà có thể nói là khởi đầu cho cái làn sóng mua và đầu tư bất động sản chung cư tại thành phố Hải Phòng. Dự án này là một trong những cái dự án chung cư được quy hoạch với đầy đủ các chức năng để trở thành một trong những cái khu chung cư hiện đại đầy đủ các tiện ích để phục vụ cư dân. Nói về vị trí của dự án này thì có thể thấy rằng đây là một trong những cái khu chung cư có cái vị trí đắc địa, nằm ngay tại nút giao thông Nam Cầu Bính. Đây là cái nút giao thông 3 tầng đầu tiên của Hải Phòng. Và đây cũng là cái dự án mà có đầy đủ các yếu tố về nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ, khi mà nó nằm ngay gần con sông Dế, một trong con sông khá là nổi tiếng của thành phố Hải Phòng. Không những vậy, cái việc mà kết nối giao thông xung quanh dự án khá là thuận tiện, có thể mở rộng liên kết đến các cái trung tâm phát triển mới của thành phố Hải Phòng, cũng như thuận lợi trong việc kết nối đến các tỉnh lân cận như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình. Dự án này thì nằm ngay mặt đường Sở Dầu của quận Hồng Bàng, và đối diện với nó là khu đô thị Vinhomes Imperia. Và nếu các bạn đứng trên tầng cao, các bạn sở hữu những căn hộ ở trên tầng cao thì các bạn có một cái view khá là đẹp nhìn ra khu đô thị Vinhomes Imperia. Đấy, và đặc biệt hơn nữa là dự án còn nằm ngay cạnh trung tâm hành chính của quận Hồng Bàng nữa. Và nếu các bạn đi từ trung tâm thành phố Hải Phòng để đến dự án này thì chỉ cách khoảng hơn 1 km thôi. Và từ đây thì cũng chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển ra sân bay Cát Bi, và khoảng tầm 10-12 km thôi, rất gần phải không các bạn? Còn nói về các cái tiện ích thì nơi đây chúng ta thấy ngay rằng xung quanh dự án thì có mật độ dân sinh khá là đông, trường học các cái cấp có đầy đủ luôn, các hệ thống siêu thị rồi vui chơi giải trí đẳng cấp của Vincom Imperia Hải Phòng, có bệnh viện này, có bến xe Thượng Lý này, đó, rất nhiều những cái tiện ích xung quanh. Về quy mô của dự án thì dự án Hoàng Huy Grand Town này thì có 16 căn liền kề shop house, xây 5 tầng và một tòa chung cư 37 tầng. Tổng diện tích quỹ đất dự án là 1,2 hectare. Và theo như thiết kế thì dự án này bao gồm 3 tầng hầm cộng một tầng nổi để gửi xe. Dự kiến là khối đế trung tâm thương mại thì bao gồm tầng 1, tầng 2 đó, và tầng 4. Riêng tầng 3 thì để xe. Đấy, các bạn thấy không, tầng khối đế trung tâm thương mại thì gồm 4 tầng, 3 tầng trung tâm thương mại và tầng giữa tầng 3 là để xe. Từ tầng thứ 5 trở đi ấy, thì sẽ là những cái căn hộ cao cấp với số lượng khoảng 25 căn hộ trên một tầng, và tổng số căn hộ sẽ là 821 căn, có diện tích dao động từ 52m2 đến 76m2. Hiện tại thì dự án Hoàng Huy Grand Town Với cái việc mà xây dựng tòa chung cư 37 tầng nổi và 3 tầng hầm cơ bản thì đã hoàn thành và đang đi vào giai đoạn cuối để hoàn thiện phần nóc nhà. Chủ đầu tư là Hoàng Huy Group đã xây dựng Hoàng Huy Grand Town trở thành một cái khu tổ hợp thương mại và nhà ở cao cấp khép kín với đầy đủ những cái tiện ích. Siêu thị mua sắm này, trung tâm thương mại này, bể bơi 4 mùa này, trường mầm non quốc tế tại khối tầng đế này, trung tâm vui chơi giải trí, rồi có bảo vệ và camera giám sát 24/24. Còn có phòng tập gym, spa nằm đẹp, phòng tập yoga, rồi khu nhà hàng ăn uống, rồi các cái quán bar, cà phê. Ngoài ra thì ở bên dưới thì sẽ có khoảng 610 m2 cho diện tích khuôn viên cây xanh nhằm đem lại một cái không gian sống xanh sạch cho người dân ở đây. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng ngắm nhìn một số những hình ảnh 3D về dự án Hoàng Huy Grand Town này nhé. Đây là những hình ảnh sau khi đã hoàn thành. Với việc xây dựng thành công nút giao thông 5 Cầu Bính, nút giao thông đầu tiên của Hải Phòng, đã giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực có cái đường bộ cắt với đường sắt này. Không những vậy thì nó còn là một cái công trình trọng điểm tạo nên cái điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, thể hiện được cái tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo thành phố Hải Phòng trong việc đáp ứng các yêu cầu hội nhập và phát triển của thành phố. Đồng thời từng bước cái việc mà phát triển đô thị Hải Phòng ấy, theo cái hướng hiện đại văn minh, đúng theo cái tinh thần của chính phủ. Còn về 16 căn liền kề shop house thì được xây dựng ngay sát tòa chung cư của dự án này. Thì 16 căn này đã được hoàn thiện xong và đang được bàn giao dần cho khách hàng rồi các bạn ạ. Nói một chút về cái nhà thầu chính của dự án Hoàng Huy Grand Town ở Sở Dầu này, chính là Eco 3. Thì đây là một cái nhà thầu xây dựng đang được bình chọn là top 10 công ty xây dựng uy tín của ngành xây dựng vật liệu trong năm 2021 vừa qua. Ecoba Việt Nam là một cái doanh nghiệp được đánh giá là một cái nhà thầu khá là uy tín trong việc thi công ở nhiều mảng công trình như là hạ tầng công nghiệp, công trình dân dụng, xử lý nước thải và năng lượng tái tạo. Không chỉ có dự án Hoàng Huy Grand Town Sở Dầu đâu, mà Ecoba còn là tổng thầu thi công giai đoạn 1 của dự án Hoàng Huy Commerce. Đây là một trong dự án thứ hai rất là hoành tráng của Hoàng Huy Group tại Hải Phòng. Rồi Eco 3 cũng là nhà thầu của tòa tháp đôi có hình vương miện của Doji tại đường Lê Hồng Phong. Còn kênh trên Hải Phòng chúng tôi cũng đã có những cái video update về tiến độ thi công của những cái dự án Hoàng Huy Commerce cũng như là Doji. Đấy thì các bạn có thể theo dõi ở trên kênh của trên Hải Phòng. Ngoài hai dự án này thì Eco 3 cũng là nhà tổng thầu của chung cư Golden Land tại Lạch Tray, Đồng Quốc Bình, hay chúng ta vẫn quen gọi là chung cư Đồng Quốc Bình ấy, ngay cạnh cầu vượt Lạch Tray ấy. Và thưa các bạn, ngay phía đối diện của dự án Grand Town Sở Dầu chính là tòa nhà Vincom Plaza Imperia Hải Phòng. Đây là một cái tổ hợp trung tâm thương mại với cái tòa tháp cao tới 45 tầng. Có thể nói đây hiện tại đang là nóc nhà của khu vực Đông Bắc Bộ và Vinpearl Imperia Tower. Đây là khách sạn 5 sao và được coi là điểm đến của thời đại mới, rất là hấp dẫn của Hải Phòng chúng ta. Ngoài ra sát cạnh tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza thì có một cái khu đô thị mang tên là Vinhomes Imperia. Hai cái địa điểm này thì đều thuộc của tập đoàn Vingroup, một trong tập đoàn lớn và nổi tiếng và thành công nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản. Và theo như dự kiến của Hoàng Huy Group thì dự án Grand Town Sở Dầu này sẽ được hoàn thành và dự kiến đưa vào sử dụng vào quý 1 của năm nay. Nhưng mà hiện tại thì các bạn thấy là do cái tình hình dịch Covid thì cái tiến độ hoàn thành đã bị trễ lại khá là lâu. Hiện tại thì các bạn chỉ thấy là dự án tòa nhà chung cư này mới đang hoàn thiện phần cất nóc mà thôi. Có lẽ cũng do nhiều nguyên nhân mà dự án này không kịp cái tiến độ được giao, và đặc biệt là cái sự tác động khá là mạnh mẽ của dịch Covid. Đặc biệt là cái công trường này thì cũng là một trong những điểm khá là nổi bật, khá là đáng chú ý trong cái giai đoạn phòng chống dịch Covid, khi mà toàn bộ cái khu vực này bị phong tỏa do nó làm được cái ổ dịch của Covid trong cái thời gian vừa qua. Còn theo như ý kiến của tôi ấy, thì có lẽ là phải quý 3 và quý 4 của năm nay thì dự án mới có thể hoàn thành xong. Còn không biết là các bạn có ý kiến thế nào thì hãy để lại cái ý kiến bình luận của mình về dự án Hoàng Huy Grand Town Sở Dầu này ở phần dưới của video nhé. Trong thời gian tới thì kênh Check in Hải Phòng sẽ có những cái video tiếp theo để cập nhật những cái tiến độ mới nhất của dự án này, cũng như là những chính sách bán hàng hay thủ tục vay ngân hàng để các bạn có thể nắm rõ hơn những cái thông tin cụ thể. Còn bây giờ thì bên mình xin kết thúc video giới thiệu về dự án Hoàng Huy Grand Town Sở Dầu này tại đây. Các bạn muốn kênh Check in Hải Phòng tôi quay thêm những dự án công trình hay những địa điểm nào của thành phố Hải Phòng thì hãy comment ngay bên dưới video để bên mình sắp xếp đi hình nhé. Và hãy nhớ là like và ấn subscribe để ủng hộ bên mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.